Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc 32 tướng tốt của Đức Phật. Soạn giả: Bhikkhu Naga Mahathera, Tỳ Khưu Bửu Trơn, Phật lịch 2505, Dương lịch 1961. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách. Phi lộ, bao nhiêu nhân loại trên thế gian hình dáng mặt mày đều khác nhau, ít có giống nhau trừ song thai, thậm chí đến trong một gia đình hay gia tộc cũng khác nhau. Kẻ được chỗ này, xấu chỗ nọ, người cao kẻ thấp, ốm mập khác nhau, không khi nào giống nhau như khuôn đúc. Tại sao vậy? Câu hỏi này làm cho nhiều tôn giáo luôn cả khoa học cũng khó mà giải quyết được. Nhưng theo Phật giáo, sự khác ấy không chi hơn là, mỗi nhân vật đều do nơi sự hành vi khác nhau, người thích làm thiện, kẻ ưa làm ác, người thì tham lam ích kỷ, kẻ lại rộng lượng lợi tha, người thì tánh tình cộc cằn hung ác, kẻ lại nhã nhặn hiền từ. Người hống hách tự kiêu, kẻ lại khiêm tốn bình đẳng vân vân. Do sự hành vi khác nhau như thế ấy nên khi tái sanh lại trong quốc độ hoặc cảnh giới nào mới có những hình dáng khác nhau tùy theo tâm tánh hành vi trong kiếp trước. Vì vậy mà, ít có người được đầy đủ 32 tướng tốt và 80 phụ tướng. Ghi chú mở ngoặc có nhiều chỗ nói Đức Phật có 32 tướng lạ và 80 phụ tướng. Nhưng theo trong Tam Tạng Pali thì có giải đủ 32 tướng, còn 80 phụ tướng thì không thấy nói tới. Trong chú giải chỉ có kể sơ qua rằng, 80 phụ tướng ấy cũng do 32 tướng ấy mà kể thêm ra, có tướng thì giải có 2 hoặc 3 điều vi tế thêm nữa, vì vậy mà mới có thêm đến 80 phụ tướng đóng ngoặc. Mặc dù các pháp tướng đều vô thường, nhưng người còn ở thế phần nhiều ai ai cũng muốn có tướng tốt và sắc đẹp cả. Đức Phật Ngài chuyển sanh từ hằng hà sa số kiếp để thực hiện cho tròn đủ 10 pháp ba la mật mới được những quả lành để tạo ra 32 tướng tốt ấy. Bần tăng tùy khả năng hiểu biết dáng phiên dịch xuôi theo kinh Pali, theo thứ tự 32 tướng và nguyên nhân để phát sanh lên tướng ấy. Với sự ước mong rằng, sau khi quý vị độc giả đã đọc xong quyển kinh sẽ có nhiều quan niệm tốt tươi để thực nghiệm theo những phương châm mà Đức Bổn Sư đã từng thực hành trong nhiều kiếp trước. Do quả lành phiên dịch này, xin thành tâm hồi hướng đến các bậc thầy tổ và song thân cùng luôn tất cả chúng sanh ba giới, bốn loài đồng chung thọ hưởng cho được mọi điều hạnh phúc cho đến khi đắc quả Niết Bàn. Rất mong thay, Bhikkhu Naga Mahathera Tỳ Khưu Bửu Trơn, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Xin thành kính làm lễ đến Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-La-Hán, là bậc chánh biến chi. Nguyên nhân Đức Phật giải 32 tướng. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự nơi bố kim tự Jetavana của ông cấp cô độc, trưởng giả gần thành Xá Vệ Savatthi. Đức Phật kêu các thầy tỳ khưu mà dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, bậc vĩ nhân nào có đủ 32 tướng tốt thì bậc ấy chắc chắn chỉ có hai địa vị là, một. Nếu bậc vĩ nhân ấy ở tại gia thì sẽ thành một vị chuyển luân vương có nhiều đức hạnh thanh cao, có quyền thế lan rộng khắp quả địa cầu, bốn biển bao chung quanh làm giới hạn, xứ sở rất phong túc. Có bảy báu là, xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, vợ báu, hộ báu ghi chú mở ngoặc có nhiều gia chủ phú hộ, giúp đỡ đức vua đóng ngoặc, con báu. Ngài có rất nhiều con đều cường tráng anh dũng có thế đương cự lại với quân nghịch một cách dễ dàng. Ngài trị vì xứ sở bằng cách đạo đức là người người nên giữ ngũ giới, vì vậy mà khắp lãnh thổ của ngài không có ranh giới, không trộm cướp, không tai nạn, của cải không cần gìn giữ, được phong phú. Sung túc, thái bình, ngài không khi nào cần dùng đến khí giới, hình phạt để cai trị dân chúng. 2. Nếu ngài xuất gia tu hành thì sẽ thành bậc chánh đẳng chánh giác. 32 tướng tốt ấy là thế nào? 32 tướng tốt ấy là, một Supatithaita Padohoti, có hai lòng bàn chân bằng thẳng, phần đông lòng bàn chân đều hũng vô, người lòng bàn chân ít hũng vô là tượng trưng người ít phiền não. 2. Hetapadatalesu kakani jatani hanti sahasarani sanemikani sanabikani sabakara paripurani. Hai lòng bàn chân đều có hình bánh xe có vành đùm và 1000 cây cam mỗi khoản đều nhau. 3. Ayatapani hoti, có gót chân thật dài.
4. Nick Hanguli Houti, có ngón chân và ngón tay thiệt dài và nhọn như dùi trống. 5. Mudataruna Hathapado Houti, có lòng bàn tay và bàn chân mềm mại. 6. Jala Hathapado Houti, lòng bàn tay và bàn chân có chỉ răng như lưới. 7. Utsankha Padohoti, cổ chân hình như nổi lên trên bàn chân. 8. Inizangho Houti, có ống quyển tròn thon như ống chân con hươu. 9. Thitako và Anonamanto Abhohi Panitalehi Janukani Parimasati Parimaisati, có hai cánh tay thật dài, khi đứng dậy không cần cúi xuống cũng giờ đụng tới đầu gối. 10. Kosohita Vathagiho Houti, ngọc hành, dương vật, ẩn vào trong bọc da, như dương vật con voi. 11. Suvanna Vanno Houti, màu da vàng sạch như vàng ròng. 12. Sukhuma Kavi Houti Sukhumata Chavia Rahohalam Kayena Na Apalipati, da thật mịn láng trơn, bụi trần không đóng dính được trên thân mình. 13. Ekekalomo Houti, mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông. 14. Udanga Lomo Houti Udangani Lomani Jatani Nilani Anjana Vannani Kundala Vattani Dakaina Vattaka Jatani, tất cả lông đều cong đầu trở lên, uốn qua phía tay mặt, màu xanh đậm như bông biếc, uốn quắn lại có vòng. 15. Brahmojugato Houti, thân mình ngay thẳng, như thân mình của trời Phạm Thiên. 16. Satasado Houti, thịt trong 7 chỗ đều no đầy bằng thẳng, thịt cần cổ, hai lưng bàn tay, hai lưng bàn chân, hai bả vai. 17. Sihapapada Kayo Houti, thân mình từ phân nửa trở lên giống như thân mình con sư tử hầu. 18. Pitantaramso Houti, lưng đầy bằng thẳng. 19. Nigroda Parimandalo Houti, thân người đều như cây da hay gừa, là thân người bao cao thì sải tay cũng bằng nhau. 20. Samavattakhenho Houti, cần cổ đều và tròn trịa. 21. Rasagasagi Houti, có 700 sợi gân thật nhỏ châu đầu lại cuống lưỡi để lãnh lấy hương vị khi để vô lưỡi liền dẫn đem khắp châu thân. 22. Sihahanu Houti, cằm tròn như cằm sư tử hoặc như trăng ngày 12. 23. Katalizadanto Houti, có 40 cái răng, hàm trên 20, dưới 20. 24. Samadanto Houti, răng ấy rất đều đặn bằng nhau. 25. Aviraladanto Houti, răng ấy rất khít khao nhau. 26. Susukadatho Houti, 4 răng nhọn thật trắng và sạch. 27. Pahutajivaho Houti, lưỡi thật lớn, dài và mềm có thể le ra đẩy cả mặt, hay cuốn lại xỏ vào lỗ mũi hoặc lỗ tai được. 28. Brahmasaro Houti, tiếng nói rõ rệt êm dịu như tiếng nói của trời Phạm Thiên hay là tiếng chim Karavika. 29. Abhinila Netto Houti, tròng con mắt đen huyền, như mắt bò con. 30. Kopakumo Houti, có lông nheo mịn như lông bò con. 31. Anna Bamukante Jatahoti Odata Mudutula Saniba, những lông mày màu trắng mềm mại như bông gòn. 32. Anhisa Siso Houti, cái đầu tròn trịa, tóc uốn quăn qua phía tay mặt coi hình như đội mão. Này các thầy tỳ khưu, các nhà đạo sĩ thường khoe mình thông hiểu 32 tướng lạ của bậc vĩ nhân, nhưng các nhà đạo sĩ ấy không biết được bậc vĩ nhân ấy thực hành theo pháp nào mà có 32 tướng tốt ấy. Sự thực hành để phát sanh mỗi tướng. 1. Này các thầy tỳ khưu, thuở trước kia, trong những kiếp trước như lai sanh làm người đã thọ chỉ những pháp lành Kusaladama, không gián đoạn là thân, khẩu, ý hằng giữ gìn trong sạch, bố thí, chỉ giới, bát quan trai, phận sự phải thực hành đối với cha mẹ, các bậc sa môn, bà la môn những người trưởng thượng trong gia tộc và điều lành khác nữa. Vì vậy mà khi như lai tan dã ngũ uẩn được sanh về cõi trời. Lúc ấy Như Lai được hưởng quả lành 10 điều là tuổi thọ, màu da, sự yên vui, danh vọng, địa vị, sắc tướng, thinh, hương, vị, xúc đều của thần tiên vi tế và thanh cao cả. Khi hết phước cõi thiên đường trở xuống cõi trần gian sanh làm người mới được hai lòng bàn chân bằng thẳng khi đạp xuống hoặc dở lên cũng bằng thẳng như nhau. Tướng lạ này nếu ở tại gia thì làm vua chuyển luân vương có nhiều đức hạnh thanh cao, quyền thế lan rộng khắp tứ phương. Có bảy báu vân vân. Nếu xuất gia thì sẽ thành chánh đẳng chánh giác diệt tận cả ái dục phiền não, không nao núng, run sợ trước quân nghịch bên trong và bên ngoài như tham, sân, si và các bậc sa môn, bà la môn,
chư thiên, ma vương, phạm thiên cả thảy. 2. Trong những kiếp trước kia, Như Lai sanh làm người thường làm cho nhiều người được sự an vui, khỏi kinh hãi, sợ sệt, lo gìn giữ bảo bọc họ cho hợp pháp lại thêm bỏ của cải ra bố thí luôn cả vật phụ tùng. Ghi chú mở ngoặc vật phụ tùng có 10 thứ là cơm, nước, vải, xe, tràng hoa, vật thoa mình, giường ghế, chỗ ở, đèn hoặc dầu đóng ngoặc. Do nhân lành ấy khi hết tuổi thọ được sanh về cõi thiên đường có đầy đủ sự an vui lạc thú, khi tái sanh lại làm người mới được bàn chân có hình bánh xe, vành, đùm và 1000 cây cam xanh lên rõ rệt. 3, 4, 5, kiếp trước kia, Như Lai thường xa lánh sự sát sanh, hủy bỏ hình phạt và khí giới, ghê sợ tội lỗi, có lòng từ bi thương xót mọi người, thường giúp đỡ nhiều điều lợi ích. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người mới được 3 tướng lạ là, gót thật dài, ngón tay và ngón chân thật dài, thân mình giống như thân mình trời Phạm Thiên. 6. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường cho vật thực mặn, ngọt rất quý báu cao lương và các thứ nước ngọt đáng ưa thích như nước trái xoài, chuối, châm, viết, thanh trà vân vân. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người mới được thịt trong 7 chỗ no đầy bằng thẳng. 7, 8, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay tế độ mọi người trong 4 điều là, bố thí, lời nói cho người thương mến, làm cho người được sự lợi ích, hạ mình bình đẳng là không tự tôn tự đại. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người thì được 2 tướng lạ là, lòng bàn tay, chân mềm như bông gòn, lòng bàn tay, chân có những chỉ như lưới răng. 9, 10, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay nói điều lợi ích, đúng theo chân lý giảng giải cho người được sự lợi ích, yên vui và thường hay bố thí pháp. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người được 2 tướng lạ là, cổ chân hình như nổi lên, đầu lông đều cong lên uốn quắn qua phía mặt. 11, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay chỉ dạy cho nhiều người những nghề tầm thường hoặc nghề cao quý, các môn học kỹ thuật, khoa học và những hạnh kiểm cao thượng, như chỉ ngũ giới, bát quan trai giới hoặc giới bậc xuất gia, trong tâm nghĩ rằng, làm thế nào cho họ được mau hiểu biết, thực hành theo mau chóng khỏi phải tổn phí nhiều thì giờ. Do nhân lành ấy, khi tái sanh làm người được 2 ống chân thon dài và tròn trịa giống như ống chân con hươu. 12. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay đến viếng các bậc sa môn hoặc bà la môn để hỏi đạo như vậy, bạch các ngài, thế nào gọi là thiện? Thế nào gọi là ác? Hành động thế nào gọi là thấp hèn? Hành vi thế nào gọi là cao thượng? Sự hành động thế nào nên hành theo? Thế nào không nên hành theo? Sự thực hành thế nào làm cho ta không được sự tấn hóa lợi ích? Sự thực hành thế nào làm cho ta được lợi ích, sự yên vui lâu dài? Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người được da thật mịn láng trơn, bụi trần rớt không dính được. 13. Kiếp trước kia, Như Lai sanh làm người thường không sân hận, bất bình, dầu cho nhiều người đến mắng nhiếc cũng không hờn, không giận, không thù, không oán, không hãm hại cũng không tỏ vẻ buồn cho thấy rõ bằng thân, khẩu đâu. Nhưng trái lại, Như Lai cho vật trải ngồi, y vải thật mịn màng, mềm mại đến họ. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được màu da như vàng ròng bóng láng, mịn màng, khít khao. 14. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay thương yêu, thân mật, tiếp đãi thân hữu đã cách mặt từ lâu. Tiếp độ cha mẹ, anh em, con trai gái và rất vui thích trong sự thuận hòa với mọi người. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người có dương vật ngọc hành ẩn trong bọc da như dương vật con voi. Tướng lạ này nếu ở thế thì có nhiều ngàn người con anh dũng, dạn dĩ, nếu xuất gia thì cũng có rất nhiều con, là đệ tử, dạn dĩ, sáng suốt, dễ dạy. 15, 16, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay suy xét tìm sự tiếp độ công chúng, tự mình biết được không cần ai chỉ bảo, hạng người này có đức lành bằng với hạng kia, biết rõ hạng người bậc hạ, trung, thượng để tiếp đãi cho phù hợp với trình độ. Biết rõ đức lành của người này đáng thọ lãnh lễ vật cúng dường như thế này. Người kia thì nên lãnh lễ vật như thế kia, khi biết rõ như vậy Như Lai mới làm sự lợi ích tùy theo đức lành của mỗi bậc khác nhau. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được 2 tướng tốt là, có thân mình đều đặn như cây gừa hay cây da, khi đứng khỏi cần phải cúi xuống nhưng 2 tay giờ đụng tới đầu gối.
Tướng lạ này nếu ở tại gia có nhiều của cải đầy kho, đầy lầm, còn nếu xuất gia thì được 7 kho báu là, đức tin, trì giới, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, nghe nhiều học rộng, bố thí và trí tuệ. 17, 18, 19, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay ước nguyện và làm thế nào cho bá gia bá tánh được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui thái bình, nhiều đức tin, giới hạnh, tuổi thọ, trí tuệ, của cải, ruộng vườn, vợ con, tôi tớ, thân quyến, bầu bạn, tông môn được dồi dào đầy đủ. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được ba tướng tốt là, thân mình phân nửa phía trên giống như thân mình con sư tử, cái lưng thật bằng thẳng không có chũng vô, cần cổ đều đặn tròn trịa. 20. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người không có hay đánh đập các loài thú bằng tay, cục đất, cây, khí giới làm cho nó đau khổ. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người được lưỡi có nhiều sợi gân ngóc đầu lên để lãnh vật thực khi để vào lưỡi và đem vị trần ấy liền dẫn khắp trong châu thân. Tướng lạ này nếu ở thế Như Lai ít có bệnh hoạn đau khổ, nếu xuất gia đắc thành chánh giác, có cơ thể điều hòa ít bệnh hoạn, đau khổ. 21, 22, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người không có liếc mắt nhìn người, với lòng sân hận, hoặc hái nguyết người vì lòng oán ghét. Là người có tâm ngay thẳng chân chánh nhìn người đầy tròng con mắt hoặc bằng cặp mắt yêu thương. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được hai tướng tốt là, có cặp mắt xanh tươi đen huyền như mắt bò con, có lông nheo thật mịn như lông bò cái non. Nếu còn tại gia thì mọi người trông đến Như Lai rất vừa lòng thương mến, đẹp ý muốn nhìn xem không mãn nhãn. Nếu xuất gia đắc thành chánh giác thì rất được vừa lòng đẹp ý nhiều người muốn nhìn xem bằng cách quý mến. 23. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường hay dẫn đầu, làm hướng đạo cho nhiều người trong các điều lành như thân, khẩu, ý trong sạch, bố thí, chỉ ngũ giới, bát quan trai, hầu hạ cha mẹ, các bậc sa môn hoặc bà la môn, các bậc trưởng lão trong gia tộc và những pháp lành khác. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người thì được cái đầu tròn trịa, tóc uốn quăn qua phía tay phải coi giống như đội mão. Tướng lạ này khi ở tại gia thì được nhiều hạng người tùy tùng, hầu hạ, nếu xuất gia thì cũng được rất nhiều người tùy tùng như, tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ, chư thiên, A-tu-la, Long Vương, Càn Thát Bà. 24, 25, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh lời nói láo, chỉ nói lời chân thật, ngay thẳng, đáng tin cậy không nói gạt gẫm người. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người thì được hai tướng lạ là, mỗi sợi lông mọc trong mỗi lỗ đều nhau và ngóc đầu trở lên, lông mày màu trắng mềm mại như bông gòn. Hai tướng này khi ở thế thì tất cả quan quân đều nghe và thực hành theo huấn lệnh, nếu xuất gia thì tất cả hàng đệ tử đều cúi đầu tuân nghe theo huấn từ chỉ dạy. 26, 27, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường dứt bỏ xa tránh lời nói đâm thọc. Khi nghe chỗ này không đem lại chỗ kia làm cho hai đàng chia rẽ hoặc nghe đàng kia không đem nói lại đàng này, là người ưa giảng hòa cho người đã chia rẽ. Người đã hòa thuận rồi thì nói cho càng hòa thuận thêm. Ưa thích, vui lòng với sự hòa hảo luôn luôn. Do nhân lành ấy, khi tái sanh lại làm người thì được hai tướng tốt là, có đúng 40 cái răng, những răng ấy rất đều và khít nhau. Nếu khi còn ở thế làm vua thì những quan quân tùy tùng không khi nào chia rẽ. Nếu xuất gia thành chánh giác thì hàng tứ chúng cũng thuận hòa, vui vẻ không chia rẽ nhau. 28, 29, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh lời nói cộc cằn, thóa mạ người, lại dùng lời nói vô tội, nói êm ái làm cho người để tâm thương mến, vừa lòng, yêu chuộng, lời nói của người ở kinh đô. Do nhân lành ấy, khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được hai tướng lạ là, có lưỡi thật dài và lớn, tiếng nói thật rõ ràng êm dịu như tiếng của trời Phạm Thiên hay là chim Caravica. Hai tướng lạ này nếu ở thế thì làm vua khi nói ra điều chi làm cho mọi người phải kính nể mà thừa hành theo, nếu xuất gia thì đắc thành chánh giác tất cả các hàng tứ chúng đều vâng giữ hành theo lời giảng dạy của Như Lai. 30. Kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh lời nói vô ích, viển vông, lại dùng lời chân thật đứng đắn, theo nhân, theo quả. Giảng dạy cho người để vào tâm, có bằng cớ dứt khoát, có lợi ích và đúng thì giờ. Do nhân lành ấy,
khi Như Lai tái sanh lại làm người thì được cái cằm tròn như cằm sư tử hầu hoặc như trăng ngày 12. Tướng lạ này khi ở thế làm vua thì toàn thắng tất cả kẻ nghịch, nếu xuất ra thành chánh giác thì kẻ nghịch bên trong là phiền não và quân nghịch bên ngoài là người, trời, ma vương, Như Lai cũng dẹp yên không thể quấy nhiễu Như Lai được. 31, 32, kiếp trước kia, khi Như Lai sanh làm người thường xa lánh sự nuôi mạng tà vậy Mikajiva, và luôn luôn sanh sống bằng cách nuôi mạng chân chánh Samahajiva, là xa tránh sự lường gạt người bằng cách lường cân cháo đấu. Đồ giả nói đồ thiệt, mưu này cái kia để gạt gẫm người đặng nuôi mạng sống, chặt tay chân, cột trói, hăm he, gạt cho lạc đường để cướp sự của cải đem về để nuôi mạng. Do nhân lành ấy, khi lâm chung được sanh về cõi thiên đường có đầy đủ 10 điều lạc thú thần tiên. Khi tái sanh lại làm người thì được hai tướng lạ là, những răng khít khao và đều đặn, bốn cái răng nhọn thật trắng và sạch. Hai tướng lạ này nếu Như Lai ở thế thì làm vua chuyển luân vương trị vì dân chúng theo đường đạo đức, có uy quyền khắp cả tứ phương, có bảy báu, nhiều ngàn người con trai đều anh dũng dẹp trừ các kẻ nghịch, xứ sở được dồi dào của cải, no ấm, thái bình thạnh trị, không cần đến hình phạt hoặc vũ khí. Nếu xuất gia sẽ thành chánh đẳng chánh giác diệt tận cả phiền não và nhiều nhân vật tùy tùng rất trong sạch là hàng tứ chúng, chư thiên, nhân loại, Atula, Long Vương. Càn Thát Bà đều là bậc có tâm trong sạch đến thọ giáo hộ tùng Như Lai. Trong tướng thứ 31 có hai tướng thành 32 tướng lạ cả thảy. Khi Đức Thế Tôn giảng xong, các hàng tỳ khưu rất hoan hỷ thỏa thích pháp ngài đã giảng giải ấy. Dứt pháp hành để phát sanh 32 tướng tốt, chú giải, Đức Phật có bốn pháp chan hòa Pamana là, Rupa Pamana sắc chan hòa, là lai láng, rồi rào sự tốt đẹp cao quý Dhamma Pamana pháp chan hòa. Gosa Pamana thinh chan hòa, Lolupa Pamana vui thích cách bình đẳng chan hòa. Giải, có người thích sắc tướng tốt của ngài rồi vào tu hoặc phát tâm trong sạch làm điều thiện cũng có. Có người thích ngài vì pháp cao thượng, vi tế, hợp lý rồi tu theo. Có người ưa thích tiếng thanh bai, tao nhã, êm ái nghe thật rõ ràng êm dịu như tiếng chim Caravica rồi tu theo cũng có. Có người lại mến thích vì có tâm bình đẳng giàu cho người giàu kẻ nghèo đem món chi đến dâng cúng ngài thì ngài thọ dụng một cách vui vẻ không phân biệt vật cao quý hay thấp hèn vì vậy mà phường hạ lưu rất mến và theo thọ giáo với ngài. Về sự thấy tướng tốt của ngài mà pháp tâm trong sạch. Lúc Phật còn tại thế, một hôm ngài đến độ con một bà la môn vì quá bỏn sẻn, con đau không lo thuốc sợ tốn tiền hao của để đến gần chết, lại sợ người tới nhà thăm tốn trầu cau nên cho làm trại kế mé đường trước cửa cổng. Tính khi nào con chết thì đem thiêu liền khỏi phải ai tới nhà bận rộn. Đức Phật biết được đến đứng gần bên trại ấy, cậu trai thấy dung nhan Đức Phật rất đẹp có hào quang sáu màu phát tâm trong sạch muốn đưa tay lên đảnh lễ nhưng vì đã kiệt sức nên giở lên không nổi. Đức Phật biết được tâm đang trong sạch khắn khít với hình ảnh ngài, Buddharamana. Ngài liền đi khỏi nơi ấy, đồng thời cậu trai ấy cũng tắt hơi. Liền khi ấy được sanh về cõi trời đạo lợi. Hoặc như ông Vakali con một nhà thương gia, khi đến nghe pháp Đức Phật, thấy ngài có 32 tướng tốt phát tâm thương mến ngài rồi vào xin xuất gia. Khi xuất gia xong, ông không lo học hành chi cả, chỉ mỗi ngày thọ thực xong chờ đến giờ hội họp thì vào để nhìn xem dung nhan Đức Phật. Đức Phật biết nhưng không nói chi chờ cho duyên lành ông Vakali đầy đủ. Một hôm duyên lành ông đã đến, Đức Phật bèn đuổi ông đi không cho ông ở để nhìn xem Đức Phật nữa. Ông Vakali rất buồn rầu, chán nản và nghĩ rằng, ta vì thương Đức Phật nên xuất gia y muốn để nhìn xem ngài cho thỏa mãn. Nhưng ngài lại đuổi ta đi không cho ở để xem nữa, như vậy ta còn sống làm chi, thôi ta lên núi nhảy xuống tự vận cho rồi. Tính xong ông đi thẳng lên chót núi, còn đang ngồi nhớ lại Đức Phật rồi sẽ tự vận. Vừa khi ấy Đức Phật ngài phóng hào quang đến trước mặt thầy tỳ khưu Vakali và kêu rằng, này con, Như Lai ở đây. Ông Vakali rất vui mừng vì cho Đức Phật cũng còn thương mình. Kế tiếp Đức Thế Tôn mới thuyết pháp cho ông nghe rằng, Yodamam Pasati so Mam Pasati. Yomam Pasati so Damam Pasati ai thấy được pháp gọi là thấy Như Lai. Ai thấy được Như Lai cũng gọi là thấy pháp. Hơn nữa, này ông Vakali, thân này giàu cho tốt đẹp đến đâu một ngày kia phải tiêu hoại không bền, khổ não, vô ngã cả. Ông không nên quyến luyến chi đến thân uế trược này. Khi thuyết xong, ông Vakali Đắc A La Hán luôn cả huệ phân tích liền bay đến chỗ Phật ngự đảnh lễ Đức Thế Tôn.
Giải tới đây để chỉ rõ cho thấy, có người vì quá trong sạch, thỏa thích với tướng tốt của ngài mà được sanh về nhàn cảnh hoặc bỏ hết mọi sự đời xuất gia cho đến khi đắc đạo quả cũng có. Dứt 32 tướng tốt của Đức Phật, soạn xong tại Pomping mùa hạ năm Tân Sửu, Phật lịch 2505 dương lịch 1961. Bhikkhu Naga Mahathera Tỳ Khư Bửu Trơn, báo hiếu phụ mẫu ân. Hiệu đề thập ngoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ ai ai cho tường, kể ra mỗi sự trăm đường, nghe thời phải gắng cho thường chớ sai, dặn dò già trẻ gái trai, tưởng công cha khổ, nhớ hoài mẹ lao, trước thưa huynh đệ nhậm ngôn, sau cùng thiện tín đồng môn đạo tình, hằng ngày lạy Phật tụng kinh, dáng tu thiền định sửa mình trì trai, thập thiện dáng giữ hỡi ai, từ ân báo đáp chẳng sai phận mình, nhớ khi sanh sản khổ hình, trăm cay ngàn đắng muôn ngàn so đo, thọ thai lòng mẹ thêm lo, đắng cay mẹ vẫn không nao, làm con phải nhớ công lao sanh thành, thập ngoạt nhất tử nhất sanh, tam niên gầy ốm mòn sanh thân mình, từ tâm mẹ rất thẩm tình, khi con la khóc luôn mình bồng đai, máu tươi từ ngực chảy ngay, biến thành sữa lỏng để dày nuôi con, thân không bao quản hao mòn, nếu khi đau yếu lại còn chảy quay. Công mẹ giặt rửa liền tay, chăm lo con trẻ bao nài thối hôi, đang đêm thổ tả lôi thôi, mẹ cha bỏ ngủ rửa nôi lau mình, rủi khi bệnh hoạn linh tinh, 9 tháng chẳng dám ăn no bao giờ, 5 canh giấc ngủ tờ mờ, cưu mang thai trẻ trông chờ lo âu, nghĩ càng lụy nhỏ thâm bâu, khổ thân từ mẫu ruột đau như dần, khi sanh tán loạn tâm thần, khó khăn sanh đẻ nửa mừng nửa lo, chậm sổ cha thật buồn so, có khi bái tử chờ cho sổ lòng, nhớp nhơ trong chốn cử phòng, cúi đầu chờ trẻ sổ lòng cho mau, lớn khôn phải nghĩ trước sau, công ơn cha mẹ tả sao cho cùng, phải nằm 1 tháng trong cung, ô chỉ huyết máu làm sung hao mòn, lá cây đầy nước nồi tròn, lửa gây hừng hực dưới giường biết bao, chân không bén đất tình hình âu lo, con cười mẹ cũng vui cho, con khóc mẹ lại buồn so lo lường, thương con chịu khổ trăm đường, dưỡng nuôi khôn lớn đoạn trường biết bao, làm người phải nhớ ơn cao, đáp ân cha mẹ công lao sanh thành, dáng noi gương sự tu hành, trao tâm sửa tánh làm lành thêm lên, dắt dìu cha mẹ đôi bên, trên đường sáng suốt đồng lên niết bàn, hưởng miền cực lạc thanh nhàn, thoát vòng khổ não muôn ngàn tử sanh, báo ân phụ mẫu đành dành, mong cầu chăm họ thực hành chớ quên, Tỳ Khư Bửu Trơn. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết 32 tướng tốt của Đức Phật, SUTTA, soạn giả, Bhikkhu Naga Mahathera, Tỳ Khư Bửu Trơn. Xin đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào cuốn sách mới.